khu vực phía Bắc thì em Vinh vẫn đem hàng phục vụ tận chân đến cho quý khách luôn nhá. Hôm nay lại giao một bức tranh khá là đẹp, Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cho một anh khách khá là vui tính và dễ thương đến từ khu vực Hà Nội, cũng gần khu em thôi. Thực ra thì khu vực miền Đan Nam thì vẫn free ship, nhưng mà rất tiếc là không thể nào mà có thể là mang đến được tay em trực tiếp, là mang đến tận tay khách hàng thôi. Còn thực ra thì vẫn là free ship. Ngày mai anh em nhé, hẹn gặp anh em là ngày mai là sẽ có một container mới về lại cho anh em chiêm ngưỡng đây. Lô lần này thì cũng khá là nhiều hàng đặc biệt luôn anh em ạ. Hẹn gặp mọi người đón chờ là buổi live ngày mai của em Vinh trên trực tiếp trên kênh YouTube ngày mai nhé. Anh em có xem qua kênh của em thì những người mới xem thì nhớ đăng ký và ấn một like cho kênh của Vinh Gốm nha. Thì có những sản phẩm thật là tuyệt vời mang đến cho cô chú anh chị. Hôm nay lên cho anh em một sản phẩm cực kỳ VIP đây. Vàng hoàn toàn được giáp bằng vàng 4 số 9 anh em nhé. Em bình này thì cũng rẻ thôi, có 20 củ. 20 củ em này. Và mai thì sẽ về rất là nhiều những cái mặt hàng từ VIP cho đến không VIP. À, anh em nhìn quả chun nó này, nhìn quả chun nó đẳng cấp không anh em? Anh em đã nhìn thấy quả bịch nào có quả chun như này chưa? Quá là đẳng cấp. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi ngày mai nhá. Có nghĩa là chắc là tầm trưa em sẽ đăng cho mọi người xem thôi. Chào mọi người nhá. Tầm trưa trưa ngày mai.